các bạn thân mến, hành trình khám phá cực đông Tổ quốc Việt Nam của chúng ta tại Mũi Đôi, tỉnh Khánh Hòa sẽ đưa chúng ta đến với địa danh Đầm Môn, đi theo con đường DT651 tuyệt đẹp. Đầm Môn là một bán đảo nằm trong vịnh Vân Phong thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 100 km. Địa danh Đầm Môn cũng cách đèo Cổ Mã không xa, chỉ khoảng 17 km. Bán đảo có tất cả 3 thôn: Đầm Môn Hạ, Đầm Môn Thượng và Xuân Đừng. Đầm Môn là một trong những điểm du lịch mà Tổ chức Du lịch Thế giới đã tiến hành khảo sát cũng như đánh giá rất cao. Ở đây có đầy đủ mọi điều kiện tự nhiên tối ưu cho sự phát triển du lịch sinh thái như khí hậu, bờ biển, rừng núi, cảnh quan, môi trường sinh thái, cảng biển, nguồn cung cấp hải sản. Vì thế, để chinh phục được cực đông của Việt Nam tại Mũi Đôi, đặc biệt điểm nhấn của hành trình đó là đón ánh bình minh đầu tiên trên mảnh đất hình chữ S yêu thương của chúng ta, các bạn sẽ phải lựa chọn một trong hai phương án. Phương án thứ nhất, sáng sớm chúng ta phải dậy sớm khoảng 3 giờ sáng, sau đó đi thuyền ra Mũi Đôi để đón bình minh. Quá trình di chuyển mất khoảng 1 tiếng đồng hồ trên biển, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết hoặc trời yên biển lặng thì mới tiến hành được. Bạn phải liên hệ với bà con địa phương để thỏa thuận giá cả cũng như thuyền cụ thể. Cách này yếu điểm là phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, nhưng người già hay trẻ em đều có thể đi được. Phương án thứ hai, chỉ dành cho những người có sức khỏe, mê trekking khám phá thiên nhiên và muốn một lần trekking cực đôi Mũi Đông. Tung Tăng TV khuyên các bạn, nếu đi lần đầu tiên thì nên thuê tour hoặc thuê người có kinh nghiệm đưa đi, bởi vì rất mạo hiểm. Chắc chắn một điều, đó là trẻ em và người lớn hay sức khỏe yếu sẽ khó đi được. Tổng cung đường trekking khoảng 13 km, băng qua 3 dạng địa hình khác nhau bao gồm sa mạc cát, đồi núi rừng và nhảy gành đến Mũi Đôi. Tất nhiên, chúng ta sẽ phải cắm trại ở lại bên bãi biển mang tên là Bãi Rạng nếu muốn ngắm bình minh vào sáng hôm sau. 3 km đầu tiên trekking qua sa mạc cát. Với địa hình sa mạc thì bạn nên đi sớm trước 7 giờ sáng, vì nếu để mặt trời mọc lên cao thì nơi đây sẽ biến thành chảo lửa. Băng qua sa mạc thì sẽ vô cùng mất nước và mất sức, sẽ ảnh hưởng đến hành trình ở phía sau của bạn. Nói chung, sức khỏe yếu thì không nên lựa chọn phương án này, cực kỳ nguy hiểm. Rồi, khách sạn này. Nói chung là ở đây khá nhiều nhà nghỉ với khách sạn, nhưng mà chúng ta nên đặt trước các bạn ạ. Ở đây với mức giá nó dao động đâu đó phạm vi từ tầm 250 đến 300.000 là chúng ta có thể ở được. Đây, có cả resort, nhưng mà resort thì nó sẽ bất tiện hơn nhiều thứ. Đó, phòng khách sạn ở thế này, 2 giường. Đó, ok, chỗ làm việc, TV, điều hòa, 350.000. Nhà vệ sinh, ok mọi người nha. Hành trình chúng ta di chuyển thì cần có sự dẫn đường của người dân địa phương. Và khác với một số điểm cực mà chúng ta đã đến trong hành trình trước đây, thì đối với cực đông, chúng ta sẽ phải di chuyển bằng thuyền ra phía ngoài kia, đâu đó khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và trong quá trình đi thì hy vọng là ánh bình minh nó lên thì nó vừa kịp vào lúc chúng ta cập vào Mũi Đôi để có thể có những hình ảnh đẹp. Đấy, đường đi từ phía ngoài khu vực quốc lộ mà đi vào Đầm Môn này thì khá là dễ và đường đẹp, nhưng mà ở cái gần Đầm Môn thì nó lại hơi xấu, nên là các bạn lưu ý. Hy vọng thời gian tới thì đường này sẽ được làm hoàn chỉnh để giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong việc đến đây. Còn đến với khu vực Đầm Môn, ăn gì chơi gì ở đâu thì các bạn lưu ý là ở đây có khá là nhiều những cái nhà nghỉ để phục vụ cho mọi người. Còn ăn thì ở thời điểm hiện tại chúng ta có thể ghé về chợ Đầm Môn, ăn những món ăn ở khu vực chợ này thì cũng có cơm, có phở, có bún đầy đủ, giá cả hợp lý đấy, bởi vì nó chưa có nhiều dịch vụ các bạn ạ, nên chúng ta không có đòi hỏi gì thêm.
Cái giá nhà nghỉ với khách sạn ở đây thì dao động trong phạm vi tầm khoảng 250 đến 300.000, 350.000 nếu như phòng 2 giường. Đấy. Sạch sẽ và dễ để cho chúng ta ở lại. Sáng sớm chúng ta dậy sớm, sau đó di chuyển một đoạn đường khoảng 6 km. Thì chỗ này hoàn toàn có thể đi bằng xe ô tô được các bạn nhé. Nhưng mà xe gầm cao. Ở đây đường bắt đầu hình thành rồi. Nó khác hẳn ngày xưa mọi người di chuyển. Đấy, về đây hoàn toàn có thể gửi xe ô tô ở đây để đi thuyền. Các bạn thân mến, sau một hành trình mà chúng ta đi từ khu vực nhà nghỉ và khách sạn về đây, thì điểm dừng chân của chúng ta đó chính là Hòn Gầm. Mà trên bản đồ trên Google Maps thì có ghi chữ Hòn Gành và một bên là Hòn Gầm. Nhưng theo thông tin của người dân địa phương thì ở đây gọi là Hòn Gầm. Gầm tức là gầm gừ ấy. Đúng chú? Đúng, đúng, đúng. Đó, chính xác hoàn toàn luôn. Mà cái chỗ, cái hòn ở đây thì ban ngày mà nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn cát trắng đẹp chú nhỉ? Đẹp lắm. Yeah. Thời gian mình di chuyển từ đây đi qua bên chỗ bên Mũi Đôi là bao nhiêu lâu? Đi ghe thì tàu nó chở xuống dưới đó. Dạ. 30 phút. 30 phút. À, cũng nhanh ha. Còn đi bộ lâu nữa không chú? Đi bộ 4 tiếng. Đi bộ thêm 4 tiếng nữa. 4 tiếng. 4 tiếng là tầm khoảng mấy cây nữa chú? 12 cây. Đi bộ thêm 12 cây nữa? À, 12 cây. Không, nếu như mà mình đi bộ á. À, nếu như mình đi bộ hú hồn. Giật cả mình. Nhưng mà đi tàu là sẽ đi trực tiếp qua luôn. À, đến nơi luôn. À, thế thì quá ok. Chứ còn mà ngày trước đây mà đi bộ thì không ai chịu nổi hết. Có nhiều người lớn tuổi gì đi không nổi. Trăng lên. Hôm nay theo như chú kinh nghiệm của chú thì tầm khoảng mấy giờ bắt đầu có ánh mặt trời? Thì 5 giờ kém. 5 giờ kém. Mình đi 30 phút thì nó mọc sớm á. À, nó mọc sớm à. Tại vì mình đi đó cái chỗ cái Mũi Đôi đó là ngay trong một móc á. À. Giờ nó xe cái đất liền nhiều. Thành cái mũi đó là mặt trời nó mọc dưới biển lên. À. Thế thì quá tuyệt vời luôn. Thích thì thích á. Đi thì đam mê đây là thích á. Dạ. Cứ phải đam mê mới ra vấn đề. Đam mê mà sáng mới dậy sớm như thế này. Đi bộ. Dạ. Không, cứ phải có dịch vụ với đầy đủ mọi thứ thì những người lớn tuổi, những người có sức khỏe nó không được tốt thì mới đi được đúng không? Chứ còn mà đi theo khác á. Dạ. Khác thì thích đi bộ một vòng ra. Dạ. Lần vô thì nó lên tàu đi vô đi lại. À. Đủ bến. Tức là không, ý cháu nói là có người có cái sở thích thì khác, nhưng mà cái người có sức khỏe thì khác nữa. Mặc dù có sở thích nhưng không có sức khỏe thì cũng xong à. Đây. Dạ. Các bạn thân mến, hành trình của chúng ta bắt đầu xuất phát về hướng đón ánh nắng mặt trời, về hướng Mũi Đôi, Khánh Hòa. Và ở thời điểm bây giờ thì các bạn nhìn thấy có những cái hừng của ánh bình minh. Phía trên cao vẫn còn trăng nha. Đấy. Lưu ý là khi đi tàu, thuyền, các thứ thì các bạn hãy mặc áo phao vào để đảm bảo an toàn. Còn chúng ta đang di chuyển vòng qua cái khu vực cái Hòn Gầm. Đấy, trên bản đồ thì ghi đây gọi là Hòn Gành. Còn đâu này là Hòn Gầm này. Nhưng mà theo bà con địa phương thì nó là Hòn Gầm các bạn nhá. Mình nhắc lại. Đấy, đi theo hướng ánh mặt trời. Hành trình của chúng ta di chuyển khoảng 30 phút các bạn ạ. Đấy.
Rồi các bạn thân mến, khi chúng ta sắp gần đến khu vực mũi đôi thì ở phía xa xa đầu kia ánh mặt trời bắt đầu ló dần lên rồi các bạn ạ. Đó, đầu kia. Và vị trí chúng ta đến sẽ là ở đầu kia này. Đấy, vòng qua một chút ha. Hành trình vẫn đang còn di chuyển và hy vọng chúng ta sẽ đến kịp khi ánh mặt trời nó vừa lên luôn ngay trên mũi đôi các bạn ạ. Đó, bắt đầu thấy mặt trời ló dạng rồi các bạn này. Đây, ló lên. Đây. Bắt đầu các bạn sẽ thấy ông mặt trời ló dần qua những cái tầng mây ở phía xa xa đầu kia. Đấy, ló dần lên. Chúng ta đang đi đón ánh bình minh mà. Đó. Chờ đợi khoảnh khắc này. Vừa ra đến gần khu vực mũi đôi là chúng ta đã thấy mặt trời ló dần rồi. Đây là khoảnh khắc mà mọi người rất là mong muốn. Đấy. Đấy. Tròn như quả trứng gà, chói lọi luôn. Các bạn đến với mũi đôi thì hãy chọn vào sáng sớm để chúng ta có thể đón được cái ánh bình minh nha. Bởi vì cái ý nghĩa nó cực kỳ to lớn. Dần rồi và chúng ta đã thấy hầu như là toàn bộ kia là cái chỗ mà bãi rạng mọi người có thể cắm trại ở đâu này này, ở lại đó. Còn xa xa đầu kia chúng ta đã thấy mũi đôi rồi.
núi đồi xa xa đầu kia. Sau một hành trình di chuyển, đó các bạn thấy chưa, mũi đôi kìa, đấy nơi lá cờ kìa, đó chúng ta sẽ lên đó nha. Lên. Rồi, từ từ. Từ từ. Rồi. Vô. Wow, các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đến được mũi đôi của tỉnh Khánh Hòa và là cực đông của Việt Nam chúng ta. Quá trình đi thì rất là dễ dàng. Bởi vì bây giờ thì chúng ta có thể di chuyển bằng thuyền ra đến tận nơi luôn các bạn ạ. Lên đã. Đây. Nơi đón ánh bình minh cực đông của Việt Nam chúng ta. Nếu mà nói chính xác thì trên đất liền hay là như thế nào đi chăng nữa, thì thực sự là nếu như theo mình đi trải nghiệm thì ở đây là đất liền luôn các bạn. Chạy thẳng con đường, chỉ có một điều là người ta chưa xây được cái con đường đi ra đây thôi. Còn trước đây thì mọi người có thể là đi theo kiểu trekking, đi bộ rất là lâu, mất cả ngày. Nhưng bây giờ chúng ta có thể thuê thuyền và các bạn có thể thương lượng giá với người dân địa phương hay là sử dụng dịch vụ. Thì đâu đó từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Có nơi thì số lượng người đông thì vài trăm thôi. Đấy, di chuyển mất 1 tiếng đồng hồ. Và thưa các bạn thì Việt Nam chúng ta có 4 cực 1 đỉnh đúng không ạ? Mọi người nếu có điều kiện thì hãy đi chinh phục. Đầu tiên, cực Bắc ở Lũng Cú, Hà Giang, cực Nam ở đất mũi Cà Mau, cực Tây ở A Pa Chải, Điện Biên và cực Đông ở mũi đôi Khánh Hòa. Và mình xin khẳng định lại, cái cực Đông này nó cũng nằm trên đất liền luôn. Đấy, phía đây này, mũi đôi, hòn đôi, cái gì đây, hòn hòn dấu, hòn dâu à, nó mờ rồi. Điểm cực đông trên đất liền tọa độ bao nhiêu đấy là thì chúng ta lại chưa thấy bởi vì mà nó mờ lắm. Còn ở phía xa xa ngoài kia các bạn này, xa xa ngoài kia đó là hòn đôi và nó là một cái đảo hoang chưa có sự sinh sống của con người, mặt trời đang lên. Còn đây nó còn gần hơn nữa này, cái hòn này nó còn gần hơn này, nó, mặc dù nó không phải trên đất liền thôi, nhưng mà ra cái tảng đá kia nó còn gần hơn nữa. Đấy, mấy tảng đá kia. Rồi, ra đây ngắm ở đây view đẹp lắm. Có những tảng đá rất là to. Đó. Và thiên nhiên thì quá hùng vĩ luôn. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Chúng ta đã ok thành công và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng quan sát những hình ảnh từ trên cao ở khu vực cực đông mũi đôi Khánh Hòa.